Lâu nay, nguồn nước thủy cục phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho hơn 1 triệu dân của Đà Nẵng được khai thác chủ yếu từ sông Vu Gia. Trong khi đó, việc khai thác nước sông Vu Gia không bảo đảm an toàn và thực tế những năm qua luôn phát sinh những sự cố. Do đó, sông Cô Đê được xem là kho dự trữ nước quan trọng của thành phố, có vai trò rất quan trọng đối với an ninh nguồn nước của Đà Nẵng, cần được bảo vệ nghiêm ngặt và khai thác hiệu quả. Phóng sự được thực hiện nhân Ngày Nước Thế Giới 22 tháng 3. Đây là hội thảo khoa học chung tay hành động bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Cu Đê do Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng và huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Văn phối hợp tổ chức. Tại hội thảo, bằng những nghiên cứu thực tiễn và luận cứu khoa học, các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan quản lý đã tập trung đánh giá, phân tích các tiềm năng, vai trò quan trọng của sông Cô Đê đối với an ninh nguồn nước của Đà Nẵng, qua đó đề xuất các giải pháp bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Cô Đê. Theo đó, nhiều giải pháp được đưa ra như thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, bảo vệ và phát triển rừng đồng nguồn, bảo vệ lưu vực nước đồng nguồn, kiểm soát hoạt động xả thải vào sông, đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải phát sinh các khu dân cư dọc sông. Các đại biểu cũng đề xuất mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, sinh kế bền vững, vai trò của cộng đồng dân cư và các bên liên quan trong việc bảo vệ tài nguyên nước, lưu vực sông Cô Đê và các dự án kè các khu vực có nguy cơ sạt lở, v.v. Cái nguồn nước sông Cô Đê nó có một cái lợi thế, tức là nó nằm trọn ở trong thành phố Đà Nẵng, cho nên là cái việc quản lý của chúng ta có thể là nó đảm bảo hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng các cái biện pháp ở trên rừng đầu nguồn đấy để đảm bảo chất lượng nước nó được tốt. Nó là một cái nơi mà cái che phủ rất là tốt để khi mà cái lượng nước mưa rơi xuống nó được giữ lại bởi các cái tán cây, các cái rễ, và nó giữ được cái nước để đảm bảo về mùa lũ thì không bị nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, tức là mùa lũ thì nó giữ được nước, nó tránh ngập lụt cho phía hạ du. Đồng thời là nó lại bổ sung được cái nguồn nước, vì nó không chảy về thì nó bổ sung cho cái lượng nước ngầm, và cái lượng nước ngầm đó thì nó sẽ phục vụ trong những cái ngày mà không có mưa đấy, hoặc là những cái tháng mùa kiệt đấy. Cách đây 2 năm trở về trước, Đà Nẵng liên tục xảy ra tình trạng nhiễm mặn và thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Để giải quyết khủng hoảng này, thành phố đã cho phép chủ trương Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đầu tư nâng cấp trạm bơm An Trạch lên gấp đôi, đồng thời đầu tư xây dựng nhà máy nước Hòa Liên công suất giai đoạn 1 là 120.000 khối một ngày đêm, lấy nguồn nước trên sông Cô Đê phục vụ nhà máy. Điều này đã khẳng định vai trò, vị trí của sông Cô Đê đối với an ninh nguồn nước của thành phố. Tham dự của hội thảo rồi với hôm nay tôi rất là vui, rất là mừng, thấy được rằng cái sự quan tâm đó thực hiện rất rõ ở từ chính quyền, người dân và các nhà khoa học, và chúng tôi rất tin tưởng rằng nguồn nước sông Cô Đê sẽ được bảo vệ một cách chặt chẽ và nhà máy nước Hòa Liên sẽ hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Xác định được cái vai trò và vị trí quan trọng của cái lưu vực nước sông Cô Đê thì thành phố đã triển khai rất nhiều việc, trong đó cái việc thiết lập một hành lang bảo vệ môi trường cho cái nguồn cung cấp nước, cùng với đó là một kế hoạch chung tay để bảo vệ cái nguồn nước này. Thì trên cơ sở những kế hoạch này thì ở góc độ địa phương thì chúng tôi cũng sẽ triển khai đến cho từng người dân, đến các tổ chức đoàn thể, và đặc biệt là vai trò của chính quyền xã Hòa Bắc, một trong những một cái đơn vị mà có cái dòng sông Cô Đê chảy qua. Và ngoài ra thì để làm tốt việc này thì chúng tôi rất cần những cái chương trình tập huấn cũng như triển khai những cái giải pháp và cả những cái cơ chế về nguồn lực để giúp cho người dân cũng như là cái tổ chức chính quyền địa phương đảm bảo được cái việc là giữ được an ninh nguồn nước của cái sông Cô Đê. Sông Cô Đê nằm ở phía bắc thành phố Đà Nẵng, bắt nguồn từ phía nam núi Bạch Mã, phía bắc dãy núi Bà Nà chạy qua xã Hòa Bắc, Hòa Liên và phường Hòa Hiệp Bắc, rồi đổ ra vịnh Đà Nẵng. Diện tích lưu vực tính đến cửa sông là 417 km². Có thể nói, không khó để nhận diện vai trò quan trọng của sông Cô Đê đối với an ninh nguồn nước thành phố Đà Nẵng, cũng không quá khó để xác định các giải pháp bảo vệ và khai thác hiệu quả nguồn nước trên sông. Điều quan trọng ở đây là việc thực thi các giải pháp và xác định nguồn lực đầu tư. Tất cả phải mang tính đồng bộ, khả thi và bền vững về lâu dài.